1105, một nhân vật, 10 câu hỏi trong 5 phút trả lời. Khách mời sẽ được chiếc xe của chương trình đón bất ngờ tại ga 1105 và trả lời gói câu hỏi theo sự lựa chọn ngẫu nhiên. Khách mời ngày hôm nay là ai? Chào mừng Thúy Hạnh đã đến với chương trình 1105. Với 3 con búp bê Nga sau đây, hãy chọn một con mà bạn thích nhất. Nó sẽ tương ứng với gói câu hỏi mà bạn phải trả lời. Là búp bê to thì nghĩa là gói câu hỏi sẽ to hơn à? Hay là con nhỏ? Sao mà khó vậy? Thôi chọn con xinh nhất đi. Con này nó màu mè, nó xinh hơn. Và gói câu hỏi của bạn là về gia đình. Câu hỏi số 1, hãy trả lời thật nhanh những câu hỏi khởi động sau đây. Không có. Các loại bún, mẹ nấu bún là con thích à? Quần áo cho ba bố con. Anh Khang. Đà Nẵng. Một người vợ ngoan. Một người mẹ rất là yêu thương con. Một người phụ nữ của gia đình và dùng từ đam mê cho công việc. Mỗi người sẽ là một quan điểm khác nhau, nhưng mà đối với bản thân Hạnh, riêng Hạnh thì hôn nhân nó là một cái bức tranh muôn màu sắc, mà mỗi người trong gia đình, người vợ, người chồng và những đứa con sẽ là những người vẽ lên những cái màu sắc trong bức tranh đó. Vậy thì để có một cái bức tranh hài hòa, tổng thể màu sắc thì phải là một cái cuộc hôn nhân giữa hai người, phải là sự thấu hiểu nhau, sự chia sẻ với nhau. Nền nã hơn, đằm tính hơn và có sự kiên nhẫn, sự chịu đựng tốt hơn. Cái chữ nhẫn nó vô cùng quan trọng trong gia đình, vì nếu như một trong hai người mà không tập được chữ nhẫn thì chắc chắn là cái cuộc sống của gia đình sẽ luôn luôn nổi lửa. Mình cũng là thuộc người nóng tính, ốc xã mình cũng thuộc người nóng tính. Nếu cả hai cái nồi lửa lúc nào nó phừng phừng lên như thế thì chắc chắn là nó sẽ cháy nhà lúc nào không biết. Anh Kha là một người đàn ông phải nói rằng hết lòng với gia đình. Mọi thứ anh rất là chân thành, và tất cả những cái gì mà anh làm hay là tất cả những cái gì mà anh cố gắng thì đều để dành cho gia đình hết. Chắc chắn là nhiều khó khăn lắm, người Bắc kẻ Nam mà, nên là khó khăn vô cùng, nhất là về văn hóa khác nhau, ngôn ngữ khác nhau. Đôi khi nói chuyện xong rồi nhìn nhau hỏi là ủa nói gì vậy? Nói lại được không, mình không hiểu. Chắc chắn là trong cuộc sống thì lúc nào, không phải lúc nào cũng êm đềm được, cũng sẽ có những lúc mà bát đũa xô nhau. Nhưng vấn đề là mình giải quyết như thế nào để cho cái cuộc sống của mình nó có thể nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn. Đối với Hạnh, không bao giờ Hạnh quan trọng về vấn đề hình thức. Có nhiều người, mỗi lần Facebook của Hạnh có, mỗi lần mà hai vợ chồng chụp chung, xong mọi người lên comment những cái câu về ô sao lại ông xã thấp thế, thôi đừng đi giày cao gót nữa, rồi lại nói là ô sao để anh ấy mập thế, bảo anh ấy giảm cân đi. Thì Hạnh chỉ nói, Hạnh đặt ngược lại câu hỏi mọi người là ô thế hình thức nó quan trọng đến như vậy à, trong cuộc sống vợ chồng hình thức nó quan trọng đến như vậy hả? Thì mọi người không ai nói lại gì được nữa cả. Mọi người vẫn có câu nói đấy là thói quen tốt thì hình thành tính cách tốt, và tính cách thì lại tạo nên con người. Thế nên đầu tiên là mình phải tập thói quen cho bé đã cả. Và những cái thói quen tốt đấy thì nó rất là đơn giản, nếu mình chịu khó dành thời gian để tập cùng với con. Ví dụ những cái câu cửa miệng các bé luôn luôn phải nhớ là xin lỗi và cảm ơn. Đấy là hai cái câu mà các bé luôn luôn phải nhớ. Dạy các bé sạch sẽ, vì hai bé là con gái nên là phải sạch sẽ, phải biết ngăn nắp. Ví dụ rất là đơn giản là khi mà các bé bày đồ chơi ra thì sau đó các bé không dọn, thì Hạnh chỉ dạy nói rằng là bây giờ đồ chơi của con đúng không? Rồi, thế con chơi được thì con phải dọn vào được đúng không?
ngồi gật. Thế bây giờ con dọn hay mẹ dọn? Ngồi vẫn tần ngần chưa suy nghĩ gì, mình nói thôi con nữa, được rồi, bây giờ mẹ cho con hai sự lựa chọn. Một là con dọn, vì con chơi được con phải dọn vào được. Hai là mẹ sẽ dọn, nhưng mà mẹ sẽ dọn sang nhà hàng xóm, vì đây là đồ các con chơi mà các con không tôn trọng nó, và đây là tiền mồ hôi công sức của ba mẹ đi làm để mua cho con, thì mẹ dọn dùng cho con cũng được, nhưng mẹ sẽ dọn sang nhà hàng xóm. Thế là ngay lập tức cả hai chị dọn đồ rất là nhanh, thì vài phút là dọn sạch bách cái chỗ đồ chơi đấy. Nghĩa là mình có phương pháp hướng dẫn cho con và bên và cố gắng dành thời gian cho con, thì các bé sẽ có những hình thành những cái thói quen tốt như vậy. Hiện nay thì thực ra thì nhà mình cũng thuộc dạng nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhưng mà nhìn xuống cũng có một số người không bằng mình. Mình cứ nói cái câu vui vui, các cụ vẫn nói là như thế. Đó, mình cũng khá là hài lòng với cuộc sống hiện tại, với gia đình nhỏ của mình. Nhưng cái điều mà hai vợ chồng đang mong muốn làm nhất đấy là cố gắng sang năm mới sẽ chuyển đến một cái nơi ở rộng rãi hơn, thoải mái hơn cho các con, để các con có được những cái khoảng không, những cái chỗ để các con vui chơi, sinh hoạt cũng như là học tập. Thì đối với Hạnh thì 5 năm sau Hạnh cũng sẽ là một người vẫn tiếp tục làm công việc liên quan đến làm đẹp của người mẫu. Vì cái công việc đấy nó trở thành cái niềm đam mê, trở thành cái nghiệp, cái máu trong mình rồi. Và 5 năm sau thì hy vọng là BB Plus của Thúy Hằng Hạnh cũng sẽ lớn mạnh hơn và sẽ có được những cái thành tựu tốt hơn nữa. Và 5 năm sau thì Thúy Hạnh sẽ vẫn là một người vợ, một người mẹ yêu thương chồng con hết mực.